Công đoàn Trường Đại học Tài chính Marketing nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong điều kiện không thuận lợi đối với hoạt động công đoàn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài từ đầu năm 2020 đến những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, Công đoàn Trường đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên công đoàn và người lao động. Công đoàn Trường Đại học Tài chính Marketing đã đạt được các kết quả nổi bật. Sau đây, cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tham gia nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động như phối hợp cùng phòng tổ chức hành chính, tổ chức hội nghị đại biểu viên chức và người lao động trong toàn trường. Các công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn cũng tổ chức hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đoàn viên công đoàn và người lao động vào công tác quản lý của đơn vị và của trường. Tham gia xây dựng và giám sát việc triển khai, thực hiện thang bảng lương, nâng lương, tổ chức hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ cho đoàn viên công đoàn và người lao động giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu. Kiến nghị Ban giám hiệu nhà trường tổ chức buổi gặp gỡ và đối thoại giữa Ban giám hiệu và người lao động vào thứ năm hàng tuần. Ban chấp hành Công đoàn Trường luôn nâng cao cảnh giác, phối hợp với phòng quản trị thiết bị theo dõi sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường thực hiện việc giám sát an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn trường hàng tháng. Hàng năm, Công đoàn Trường đều tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, kết hợp vinh danh công đoàn viên xuất sắc, vinh danh phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà tiêu biểu, tổ chức Tết Trung thu 1 tháng 6, trại hè Thanh Đa, tổ chức bình chọn và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu là con của các công đoàn viên và người lao động học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Cứ mỗi năm, Công đoàn Trường đều tổ chức chương trình họp mặt kết hợp với liên hoan chúc mừng năm mới để lãnh đạo nhà trường cùng với toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động và người thân trong gia đình đoàn viên công đoàn có dịp được giao lưu, kết nối văn hóa văn nghệ, biểu diễn tài năng, qua đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị với toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn trường. Năm 2020-2021 và những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã thông tin kịp thời và quán triệt đến từng đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành nghiêm chỉ thị phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và các cơ quan ban ngành ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập đường dây nóng nắm bắt tình hình và chăm lo công đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Từ nguồn kinh phí Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là 186 triệu đồng cho 62 trường hợp, từ nguồn kinh phí của nhà trường là 98 triệu 900 nghìn đồng. Thành lập quỹ chia sẻ yêu thương để hỗ trợ cho các công đoàn viên, người lao động và gia đình gặp hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên cơ sở vận động quyên góp từ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động theo phương châm người khó khăn ít giúp đỡ người khó khăn nhiều. Nhờ đó, tất cả các đoàn viên công đoàn và người lao động đều phòng chống dịch bệnh an toàn. Các hoạt động của nhà trường vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch, thu nhập của đoàn viên công đoàn và người lao động vẫn duy trì ổn định và được thanh toán đầy đủ đúng hạn hàng tháng. Đối với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, mà cụ thể trong ngành giáo dục là phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã phối hợp với nhà trường tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hỗ trợ công tác chuyên môn. Kết quả, trong cả nhiệm kỳ đã có hơn 320 công trình sản phẩm và 345 sáng kiến mang lại các giá trị tinh thần quý báu, đồng thời giá trị làm lợi tương đương hàng chục tỷ đồng. Các sáng kiến được chuyên môn tuyên dương, khen thưởng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Đối với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã vận động, tuyên truyền giảng viên nắm vững quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với phong trào bàn tay vàng, hội thi nghề giáo, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều hội thảo trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp dạy học,
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Đối với cuộc vận động vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban chấp hành công đoàn trường đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Đối với phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn trường đã cùng phối hợp với đoàn trường, hội sinh viên cùng các đơn vị trong trường tiếp tục gắn với thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, tiếp tục duy trì không dùng nước đóng chai trong các buổi họp, hội nghị, vận động các cá nhân mang theo chai nước sử dụng nhiều lần. Đối với tháng công nhân, với các chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, 01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, công đoàn trường đã đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực gắn liền với công tác chuyên môn. Chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên công đoàn, người lao động, các hoạt động cảm ơn người lao động, tuyên dương đoàn viên công đoàn, người lao động được chú trọng. Đối với phong trào vì người thợ, vì giảng viên, nhân viên, người lao động, Ban chấp hành công đoàn trường đã phối hợp nhịp nhàng cùng với lãnh đạo nhà trường, vận động, hỗ trợ giảng viên, nhân viên, người lao động đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ năm học. Công đoàn trường tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường. Các nội dung được tuyên truyền qua trang web của nhà trường, qua fanpage, qua các buổi họp của nhà trường và của công đoàn trường, qua các tổ chức công đoàn, đội ngũ dư luận xã hội, các hội thi online, v.v. Trong đó, rất nhiều hoạt động sôi nổi đem lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn trường đã thường xuyên đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động người tốt, việc tốt, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo. Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 586 người tham gia các cuộc vận động với 14 cá nhân, 7 tập thể được tuyên dương, khen thưởng các cấp. Đối với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chấp hành công đoàn trường đã vận động đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động tích cực hưởng ứng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm chai, ly, ống hút, chén, đĩa nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng sản phẩm dễ phân hủy hoặc sử dụng lâu bền theo chỉ thị 18 của Thành ủy về cuộc vận động chống rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn để hình thành thói quen tốt trong đội ngũ sư phạm. Ban chấp hành công đoàn trường ưu tiên hàng đầu cho việc thực hiện công tác dư luận xã hội và thông qua tổ dư luận xã hội, trong đó chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm tình hình diễn biến tư tưởng, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm, tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác những thông tin độc, những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước của các thế lực phản động, cơ hội chính trị. Ban chấp hành công đoàn trường đã vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động tham gia các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, các hội thi và được đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, công đoàn trường còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Khối Thi đua số 2 tổ chức. Kết quả, tham gia hội thao truyền thống Khối Giáo dục và Đào tạo năm 2020, công đoàn trường đạt được giải phong trào, giải nhất cá nhân, giải nhì đồng đội môn cờ tướng, giải ba môn kéo co, giải nhì đôi nam, giải ba đơn nữ, giải ba đơn nam môn cầu lông. Năm 2022, viên chức và người lao động trường tham gia hội thao đã đạt được những thành tích đáng tự hào như hạng nhất cờ tướng đồng đội và cá nhân, hạng ba đôi nam cầu lông, hạng nhì đôi nam nữ cầu lông, hạng ba đơn nữ cầu lông, hạng nhì đôi nữ cầu lông, hạng nhì kéo co, đạt giải phong trào toàn đoàn của khối. Năm 2019, thì đội bóng đá của công đoàn trường đã đạt giải nhì. Năm 2020, đạt giải vô địch. Năm 2022, đạt giải nhì giải bóng đá giao hữu các trường đại học trong khối thi đua số 2. Bên cạnh những hoạt động trên đây, với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, công đoàn trường đã vận động đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp sức người, sức của cho các hoạt động xã hội. Năm 2020, vận động quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ lụt vào năm 2020 là 205 triệu đồng, bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 10 tấn gạo tại tỉnh Khánh Hòa. Năm 2021, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền 300 triệu đồng, bàn giao cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Ủng hộ chương trình máy tính cho em của Bộ Giáo dục và Đào tạo 200 triệu đồng. Đóng góp 5 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 25 triệu đồng, tham gia ủng hộ quỹ xã hội quận Phú Nhuận với tổng trị giá 45 triệu đồng, tổ chức vận động 730 lượt hiến máu nhân đạo
đồng thời kiến nghị nhà trường cho phép sử dụng và huy động đoàn viên công đoàn, người lao động thu dọn vệ sinh, đưa công trình ký túc xá của trường tại thành phố Thủ Đức để trưng dụng làm khu vực cách ly và sau đó chuyển thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh COVID-19 với quy mô 1.000 giường bệnh. Năm 2022, Ban chấp hành công đoàn trường đã tổ chức quyên góp kinh phí xây dựng điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền quyên góp là 100 triệu đồng và kiến nghị Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ bổ sung kinh phí 140 triệu đồng, ủng hộ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội để trao tặng nhà công vụ cho giáo viên đang công tác tại vùng khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn trường đã kết nạp mới 48 đoàn viên công đoàn, công tác phát triển đoàn viên công đoàn đạt 100%. Công tác xây dựng công đoàn trường vững mạnh được đảm bảo với tỷ lệ các tổ công đoàn được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm học là 100%. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 43 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng và thực hiện cho ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 57 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn trường xây dựng dự toán kế hoạch sử dụng kinh phí các hoạt động công đoàn ngay từ đầu năm và thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn theo kế hoạch này và theo quy định quản lý tài chính công đoàn của nhà nước và quy chế chi thu ngân sách công đoàn. Ban chấp hành công đoàn trường xác định công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Vai trò của công tác nữ công ngày càng được khẳng định trong việc tuyên truyền, vận động và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động là nữ, đồng thời chăm lo cho con của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, công đoàn trường đã tổ chức phát động phong trào, vận động nữ, đoàn viên công đoàn, người lao động đăng ký danh hiệu, giỏi việc trường, đảm việc nhà, bình xét và công nhận 334 nữ công đoàn viên đạt danh hiệu phụ nữ, giỏi việc trường, đảm việc nhà, cấp cơ sở đạt 95%. Trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hàng năm, Ban chấp hành công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động họp mặt tôn vinh phái nữ. Các hoạt động đều hướng tới tính thiết thực như hướng dẫn làm bánh, trang điểm, thi trang phục, thi ứng xử, v.v. được tập thể sư phạm nhiệt tình hưởng ứng. Trong dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 hàng năm, Ban chấp hành công đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của nhà trường như trang web, fanpage, trên bảng thông tin kết hợp với tổ chức các hội thi kỹ năng nữ công gia chánh cho nữ công đoàn viên. Công đoàn trường đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho con của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động nhân dịp Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi hàng năm thông qua hình thức trao quà, tổng giá trị quà tặng là 248 triệu đồng trên một năm. Trong nhiệm kỳ, công đoàn trường đã trao 275 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con của đoàn viên công đoàn, người lao động vượt khó trong học tập với tổng số tiền là 425 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn trường còn tặng các phần khen thưởng cho con của đoàn viên công đoàn, người lao động đạt thành tích cao trong học tập với tổng giá trị là 265 triệu đồng. Ban chấp hành công đoàn trường đã xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra về kiểm tra điều lệ và kiểm tra tài chính công đoàn các cấp. Tất cả các chương trình, biên bản kiểm tra đồng cấp cũng như các báo cáo định kỳ đều được gửi về Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Ban chấp hành công đoàn trường đã thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, thực hiện thông tin hai chiều đến công đoàn cấp trên và đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động, phân công đại diện công đoàn trường tham gia các buổi hội nghị, buổi họp, tập huấn do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn trường Đại học Tài chính Marketing nhìn chung đã chủ động đổi mới nội dung, sáng tạo hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động. Công đoàn trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn. Đó là động lực, là bệ phóng vững chắc để Công đoàn trường Đại học Tài chính Marketing trong nhiệm kỳ tới đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên công đoàn và người lao động.